Thưa quý vị, tính đến thời điểm này, mưa lũ tại khu vực miền Trung đã làm 119 người thiệt mạng và 19 người mất tích, hơn 800 ngôi nhà bị hư hỏng. Hiện vẫn còn 600 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ, gần 4.000 hecta hoa màu bị ngập, hơn 6.000 con gia súc bị nước lũ cuốn trôi. Cập nhật cơn bão số 8, đến 7 giờ ngày hôm nay, cơn bão này đã giảm cường độ xuống còn cấp 10, cấp 11, giật cấp 12. Tâm bão cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 160 km về phía đông bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ tiếp tục suy yếu thêm khi đi nhanh theo hướng Tây. Đến 7 giờ ngày mai, cường độ bão khoảng cấp 8, giật cấp 10. Tâm bão cách đất liền Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 220 km về phía đông. Sau đó bão sẽ đi vào đất liền Hà Tĩnh đến Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 15,5 đến 20 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107 đến 115 độ Kinh Đông. Còn trên đất liền từ đêm nay đến sáng thứ Hai, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50 đến 150 mm. Bão số 8 đang hướng vào khu vực các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định từ ngày 24 đến 26 tháng 10, các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của mưa do hoàn lưu của bão số 8. Khả năng mưa lớn sẽ xảy ra ở Bắc Trung Bộ với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm. Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 13 giờ ngày 22 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, từ 100 đến 135 km/h, giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên vào khoảng 200 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên vào khoảng 100 km tính từ tâm bão. Từ 13 giờ ngày 22 tháng 10 đến 13 giờ ngày 23 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, từ 115 đến 135 km/h, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông với sức gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là vĩ tuyến 15 đến 20 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112 đến 118 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão gió mạnh cấp 10-11. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Từ 13 giờ ngày 23 tháng 10 đến 13 giờ ngày 24 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140 km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, từ 100 đến 115 km/h, giật cấp 14. Từ 13 giờ ngày 24 tháng 10 đến 13 giờ ngày 25 tháng 10, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 107 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Sau đó bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai ở cấp 3. Theo bản đồ dự báo đường đi, bão số 8 có thể quét vào khu vực Quảng Bình, Quảng Trị. Chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định, từ ngày 24 đến 26 tháng 10, các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của mưa bão do hoàn lưu bão số 8. Trọng tâm mưa dồn về phần phía bắc của tâm bão, nên khả năng mưa lớn sẽ xảy ra ở Bắc Trung Bộ với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm trên đợt. Các tỉnh Trung Trung Bộ mưa giảm hơn. Ngày 22 đến 23 tháng 10, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục giảm đi biển cần chú ý, thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống tín hiệu báo bão, đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để phán đoán diễn biến của thời tiết. Khi nhận được tin bão thì tùy thuộc vào vị trí của tàu thuyền đang hoạt động, vị trí và cường độ, hướng di chuyển của bão mà thuyền trưởng cần kịp thời cho tàu thuyền vào bờ tránh hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của bão. Các thuyền trưởng cần điều khiển tàu thuyền nhanh chóng tránh bão, luôn luôn giữ cho phương tiện của mình ở xa tâm bão một khoảng cách an toàn, tối thiểu là từ 350 đến 400 km, tương đương với 200 hải lý.
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay lũ trên sông Kiến Giang, Quảng Bình đang xuống. Mực nước lúc 7 giờ ngày 22 tháng 10 trên sông Kiến Giang tại điểm đo lệ thủy là 3,11 mét. Dự báo từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 22 tháng 10, lũ trên sông Kiến Giang tiếp tục xuống. Tối và đêm ngày 22 tháng 10, mực nước trên sông Kiến Giang tại điểm đo lệ thủy xuống mức 2,7 mét ở mức báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, đặc biệt là tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc, Hà Tĩnh, Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Bình. Ngập lụt tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp các khu đô thị tại các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, đặc biệt là tại thành phố Hà Tĩnh và các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, Quảng Bình. Mực nước trên sông Kiến Giang vẫn ở mức cao trong ngày 22 tháng 10, cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất là cấp 2. Các chuyên gia cảnh báo thêm, do mưa lớn kéo dài, người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin về tình hình thời tiết và chủ động các giải pháp phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất. Các ngư dân nuôi trồng thủy hải sản, lồng bè và thuyền trưởng các phương tiện tàu thuyền cần chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Mưa lớn kéo dài ở miền Trung đến hết khi nào? Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng, sau bão số 8, khả năng xuất hiện thêm xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông có thể gây mưa to trở lại cho miền Trung vào khoảng ngày 28 đến 29 tháng 10. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo cuối tháng 10 năm 2020, giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 8 đang hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông, nhiều khả năng gây gia tăng mưa trở lại ở các tỉnh miền Trung từ khoảng đêm ngày 24 đến ngày 26 tháng 10. Trong đó vùng mưa to đến rất to chủ yếu ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Đặc biệt khoảng 26 tháng 10, khả năng xuất hiện thêm một xoáy thuận nhiệt đới khác trên Biển Đông và có thể gây mưa to trở lại cho các tỉnh miền Trung vào ngày 28-29 tháng 10. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên cần đề phòng khả năng ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất đá ở các khu vực xung yếu. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở phía nam của giải hội tụ nhiệt đới, kết hợp gió Tây Nam hoạt động ở cường độ trung bình đến mạnh. Cũng có mưa nhiều ngày, mưa vừa, mưa to, tập trung tại phía Bắc Tây Nguyên. Áp thấp nhiệt đới ngày 26 tháng 10 nhiều khả năng trở thành cơn bão số 9. Hình thái này sẽ vào Biển Đông ngay sau khi bão số 8 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Dự báo còn quá xa nên chưa thể nhận định chính xác về bão số 9, nhưng cường độ bão này khả năng là mạnh, hoàn lưu gây mưa rất rộng, trải dài từ phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ xuống Nam Trung Bộ. Những ngày còn lại của tháng 10, Trung Bộ có hai đợt mưa lớn là ngày 24 đến 25 tháng 10 do ảnh hưởng của bão số 8 và các ngày 28 đến 31 tháng 10 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão số 9. Chuyên gia cũng cho biết chưa thể nhận định thời điểm kết thúc mưa lũ ở miền Trung do sắp tới khu vực tiếp tục hứng chịu nhiều tổ hợp thời tiết cực đoan. Mưa chỉ giảm gián đoạn trong một vài ngày chứ chưa thể chấm dứt hoàn toàn. Trọng tâm mưa trong những ngày tới vẫn nằm ở Bắc và Trung Trung Bộ. Dự báo thời tiết cụ thể cho các khu vực trên cả nước như sau. Tại thủ đô Hà Nội, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, phía Nam có mây, có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Tại khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tại Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ.